Sau khi quét qua đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa với gió mạnh giật đổ hai cột đo gió ở khu vực này, bão số 9 đã mạnh lên cấp 15 và giật cấp 16 và gây thiệt hại lớn về cây xanh và làm tốc mái nhiều mái ngói ở trên doanh trại của đảo. Và từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày hôm qua thì gió bão tại đảo Song Tử Tây cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 16, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét. Theo ước tính ban đầu, cơn bão Rai làm tốc mái trên 500 mét vuông ngói, hỏng 15 tấm pin năng lượng mặt trời, tốc mái trên 400 mét vuông vườn và sập một vườn tăng gia. Khoảng 90% cây cối trên đảo đã bị bật gốc và gãy đổ. Cơn bão cũng làm hai trạm đo gió thủ công và trạm đo gió tự động bị gãy đổ, một số nơi bị mất điện sinh hoạt. Quân dân trên đảo và các ngư dân trên đảo tránh trú đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước đó, thì cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã đưa toàn bộ ngư dân trên 15 tàu cá vào tránh trú bão, phục vụ ăn uống, đảm bảo tốt điều kiện ăn nghỉ và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.